Mở đầu là Butterfly đang đi rừng. Vì Butterfly không sử dụng mana như các anh hùng khác, nên Butter đã đi ăn quái màu đỏ trước. Ăn tới con quái thứ hai thì cũng không yên với thằng Rat của team địch. Giới thiệu đây là Rat, một pháp sư nhưng lại thích dùng nắm đấm để nói chuyện. Nếu mà bạn nói chuyện không hợp với Rat, Rat sẽ tặng cho bạn một combo đẩy lùi bạn tới đáy của xã hội. Biệt danh thích cà khịa. Ra dùng một cú đấm Rat để có thể ăn hôi được con quái của chị Men nhưng đâu có dễ. Chị Men còn cao tay hơn vì Men là nhân vật chính mà. Tiếp đến, Butter đi ăn bùa xanh, sau đó ăn những con quái còn lại, sau đó chạy xuống gan và đụng độ với cả Batman. Batman và Van Hell cùng với ba đâm. Ở bên đây thì có John cùng với Alice nhưng mà hai thanh niên, thằng John thì bắn cái quần què gì không biết. Cho nên chị Men đã phải hy sinh. Tiếp theo chị Men đang ngồi ăn bùa đỏ thì Batman lại bay tới mà đi KS nhưng không KS thành công. Batman đã bay tới để gạ tình Tachi nhưng Tachi thì từ chối. Lúc đó thì Butter vì hứng tình nên đã cố gắng để đánh chết thằng Batman nhưng sau đó đã bị Vered đá cho một phát và đuổi về nhà. Chị Men khá cây cú nhưng cũng không làm được gì vì hiện tại tụi nó đang mạnh hơn chúng ta. Sau đó Butterfly di chuyển từ từ xuống dưới bụi và núp ở khu vực Tạ Thần. Ở trong Liên Quân Mobile, Tạ Thần của mùa này là một cái gì đó quá kinh khủng. Butter sau khi đợi đủ thời gian đã đi ăn con Carter. Batman thì đang cố ý chạy lên nhưng sau đó lại quay đầu, tạo cho cơ hội cho Butterfly có thể ăn được con Carter mà không bị ai phá đám. Batman sau khi thấy bị Carter bị tiêu diệt đã bị ngáo đá đi xuống dưới, sau đó lại lê theo. Sau khi ăn xong Carter, Butterfly quay trở lại để ăn bột xanh. Nhưng ra dân chơi thích cà khịa đã đúp sẵn ở đây. Một nam thanh niên chơi gọi là chỉ đích đi cà khịa thôi. Và team của chúng tôi không ai thấy được chị Men đang bị mấy thanh niên này đánh hội đồng, bị ra đá cho một phát vào mặt. Chị Butterfly bỏ luôn cái bột xanh. Còn bây giờ Alice và John mới bắt đầu xuất hiện ở trên đây, bắn đuổi tụi nó đi. Nhưng mà tụi nó đã ăn xong cái bột xanh rồi. Hiện tại Butter đang ăn cái bùa đỏ. Cùng với đó ở khu vực dưới rừng rồng, Alice và John đang ôm trụ rất là say đắm. Ngay cả mid của chúng tôi Elsu, thánh chăn đường server Elsu đã KS luôn cái bùa quái của tôi. Sau khi lên gank thì tôi Butter đã ăn được một mạng ở khu vực top. Và sau đó tôi lấy luôn cái trụ ở top luôn. Lấy theo. Mọi người biết rồi, ở trong một cái team phế vật 02, 03, 04 thì tôi là người nổi trội nhất. Tức là tôi là người giỏi nhất ở trong một cái team phế vật. Gọi là team phế vật thế thôi nhưng mà tôi rất là yêu thương mọi người ở trong team. Vì những cái giáo án mà mọi người truyền đạt cho tôi, mỗi lần tôi áp dụng là sẽ lên được một sao. Lên được một sao ở trong tâm trí thôi. Còn sự thật thì nó bay mất một sao. Không sao, tôi tin những đồng đội của tôi. Trong khi mọi người đang giao tranh, tôi đã bẫy vào để anh thành kia nhưng mà không cứu được Elsu. Không sao hết, đã có Tachi xuất hiện. Tôi lại tiếp tục nhảy thêm một phát và ăn được qua Batman. Butterfly đã ăn được Batman. Và ba đâm đã bay vào và hất tung cũng như là cố gắng để cướp được con rồng nhưng mà không thể nào. Không thể nào, con rồng đã bị AD của chúng... Của ai ăn vậy? AD của chúng tôi ăn. AD của team bạn ăn rồi. Đúng là đành quá mà. Tôi xém chết. Trong khi đó thì John cùng với Alice làm cái quần què gì ở trên đó. Sau khi xuống thì chỉ biết bảo vệ được tôi quay trở về nhà thôi. Lấy theo. Ở trên góc nhìn này thì mọi người có thể thấy, chứ còn trên góc nhìn của tôi là không thấy đâu. Sau khi có một pha lật kèo vì tôi đã bị Batman giết lại rồi. Butterfly đã bị Batman giết. Cùng sau đó Vered đã có một pha ăn thêm một kill nữa. Thế là 0-2. Đây là một sự trao đổi cân bằng mà tôi đánh giá cao về tình hình này. Wow, ra vừa có một cú đá cực kỳ hiểm hóc vào khu vực trụ chính của chúng ta để ăn được Alice. Nhưng mà Alice đã đi về nhà luôn rồi. John vì không có Alice nên cũng lui rất sâu. Cũng như là Elsu server cũng vậy. Lấy theo. Lần này rừng đã đi lẻ. Rừng đi lẻ và cho Butter một mạng nữa. Butter ngay lập tức hốc thêm một mạng nữa. Và AD của team bạn đang rất là thích cà khịa. Cà khịa đi. Cà khịa. Và tôi đã bị ra đẩy cho về tới đáy của xã hội một lần nữa. Thích cà khịa ra đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa.
Lê Thèo. Sau qua sau pha vừa rồi thì Tachi đã một mình kênh ba, trong khi đó Butterfly đang ăn bùa đỏ, cũng như Tachi đã bị ba đùm gói bằng ulti. John thì vẫn cứ đi vòng vòng chơi vậy đó. Sau đây là Butter nước bụi nhưng đã bị ba đùm thấy rồi hay sao đó, nên Butter đã nhảy ra và chạy vào trong và đã bị Batman giết bằng một cú húc đơn giản. Elsu mặc dù chỉ có một tí máu nhưng rất là đam mê, Elsu đã quyết định về nhà. Team của bạn thì còn lại khá là ít máu. Hiện tại thì Butter đang ăn bùa cùng với Tachi và Alice đi theo để hỗ trợ. Ra thì cứ trứng nào từng nấy, cà khịa là cà khịa, không bỏ được cái tật cà khịa. Lê theo. Tôi đang thấy Butterfly ăn bùa và Tachi lên hỗ trợ xong cà giật. Sau đây Batman có một pha ngáo đá và bị John bắn chết không? Không. Và đã bị Alice dùng độc của phép để giết chết hay gì? Mà Alice làm gì có độc. Butter đang pha mở khu vực mid và gặp phải Vered. Có vẻ như Vered mạnh hơn nên Butter nhường. Team bạn đang chơi cái con bài núp bụi và anh ra thích cà khịa không bao giờ gọi là có thể núp được. Anh ấy chỉ có thể di chuyển và cà khịa, di chuyển và cà khịa, sống và cà khịa, thở và cà khịa, ăn và cà khịa, đến khi chơi game cũng đi cà khịa. Đây là dân chơi thích cà khịa. Butter đang ở khu vực trên top, còn team của chúng ta John, Alice cùng với Elsu đang cố gắng để bảo vệ được cái trụ mid. Trong lúc team bạn đã chuẩn bị ùa lên để bắt Butter thì Butter đã biến về nhà từ lúc nào không hay. Lê theo. Van Hell đang ăn con quái chim để lấy được tầm nhìn, cũng như bùa xanh của Butter đã bị John ăn luôn rồi. Thì Butter cũng đâu cần bùa xanh lắm đâu, nên Butter cũng không buồn lắm, chỉ hơi đau thôi. Tachi đã xông vào để ăn rồng. Butter liền chấm hỏi, mày làm cái quái gì vậy? Team bạn đã ập vào. Tachi đã bắn một khúc máu rất ngu. Và dân chơi thích cà khịa đã đi cà khịa. Team bạn sẽ ăn được con rồng này. Và bây giờ Zra đã có hiện trạng còn nửa thay cây máu, nhưng mà team bạn đã có đủ 4 người. Hiện tại Vered đang xông lên rất là ghê gớm. Butter thì vẫn nằm im bất động. Ở đây khu vực này thì Batman đã bắt được John rồi. Butter thì lại tiếp tục núp bụi lần 2. Và pha combat này có lẽ là một pha combat cuối cùng. Đã nhảy vào giết được Vered, sau đó giết được Gia và đã đớp một kill cho Butter. Butter đang chuẩn bị di chuyển lên đánh Batman. Shit một kill. AD và Sub-B đều yếu máu. Water kill. Benta kill. Một pha lật kèo rất là ghê gớm đến từ vị trí của Butterfly. Và Butterfly cùng với Elsu và Alice đã chuẩn bị đẩy trụ. Butter hiện tại đã lên đồ khá là chưa đủ ha. Trận này khá là nhanh, chỉ mới 13 phút nên chưa lên full đồ gì hết. Butter đã có một pha lật kèo, chỉ cần ăn được một pha mega kill là Butter đã win trận đấu ngày hôm nay. Từ một cái team phế vật mà Butter đã có thể win được cái trận đấu ngày hôm nay rất là ghê gớm ha. Và Butter có thể nói là đã gọi là vượt dậy ở trong một cái đám phế vật. Cái này gọi là Butterfly trong team phế vật nhưng may mắn ăn mega kill và chiến thắng. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip, nhớ để lại một like, một subscribe nhé. Butterfly, con bướm. Butterfly, Bob the Free Fire. Really, nigga?